Xin kính chào quý vị khán giả, bây giờ là bản tin thị trường ngày 14 tháng 5 của Đài truyền Việt Nam. Thưa quý vị, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vừa phát hiện một vụ vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn. Khi nhận được tin báo, phát hiện đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Nhưng đối tượng đã lập tức quay đầu xe bỏ chạy, để lại hiện trường toàn bộ số hàng trên xe mô tô. Qua kiểm tra, số hàng gồm 1.290 gói thuốc lá, nhãn hiệu 3 số 5, nhập lậu, không có hóa đơn chứng tử.